Bên kia là IA Greg và IA gì đó. IA Greg và IA gì đó. Ô như vậy là IA Greg và IA Greg. Còn một trận double IA và Greg ở bên này. Kata đến từ Gunny. Greg không. AC. Ô như vậy là AC. Như vậy là quân cân. 2 IA được cân 2 AC và cố gắng kết thúc trong thời điểm đầu. Còn thời điểm sau thì tương đối khó đấy. Khó đấy bởi vì bên họ có IA mà. Để IA lên 4 là một chuyện gì đó thực sự đáng sợ. Yamato là một quân mà ở đời 3 thì rất nhiều người thích chơi. Do là rất dễ đánh, dân di chuyển nhanh, chém sóc rẻ và có thể đánh được cả cung A. Sức phát triển của A cũng rất tốt khi mà những con nông dân di chuyển nhanh hơn bình thường. Còn khi lên đời 4 thì IA sẽ hóa thành một con quái vật. Thực sự quái vật hot cực kỳ rẻ. Thường lên 4 thì IA sẽ hot. Có hot IA cực kỳ khủng khiếp. À đây đây. Vừa rồi thì mất tên đội. Ok. Hot của Yamato thì các bạn biết rồi. Có rất nhiều những cái trận bật lịch sử đến từ họ. Hơi đáng lòng rồi chim ạ. Xem hành máy khác thôi. Đây là Kata. Hãy xem Greg của Tom đi. Và lại ló lại một chút cái hot IA. Các bạn nào chưa đế chế nhiều thì bạn biết là có những trận bật tham cực kỳ ảo đến từ hot Yamato và đời 4. Hot Yamato đời 4 cực rất khác biệt. Hot Yamato đời 4 thì có đầy đủ tất cả công nghệ của tất cả công nghệ dành hot. Còn chỉ yếu hơn đúng hot của Hitty thôi. Đó là thiếu hơn một đam. Hot Hitty là 8-2 còn hot của Yamato là 8-1. Có chiêng, có đủ giáp 6, tầm xa 3. Nhưng có một điều lợi thế, cực kỳ lợi thế anh hot như Yamato là rẻ hơn rất nhiều các loại hot khác. Rồi nên là đừng để Yamato lên 4. Rất mệt. Và trận 1 thì cung chém nó hòa và đã trả lại gờ coi rồi. Bạn nào mà chưa nhận được thì các bạn hãy F5 lại. Hoặc F5 lại là được thôi. Và các bạn sẽ vâng lên là lên hòa nên là các bạn sẽ chỉ lấy được cái tiền mà các bạn lấy được gờ coi mà các bạn đặt thôi chứ không thể lấy được cái tiền của những cái gờ coi mà các bạn thắng. Vâng, bạn nào mà chat thì cũng chat này, bạn chỉ chat một lần mình đã nhìn thấy rồi. Mình sẽ trả lời các bạn ngay. Các bạn không nên spam. Các bạn hỏi là không show cam mà vơ. Hôm nay mình quay cùng quán ở máy ở quán net nên là không có cam. Mong các bạn thông cảm. Các bạn này F5 lại một lần nữa đi. Mình nghĩ là F5 lại là được thôi. Mà hình đen xì. Sao lại đen xì nhỉ? Mình vẫn đang xem rất là bình thường. Máy bên cạnh mình cũng đang bật hai máy để xem. Thôi chúng ta cũng quay trở lại trận đấu thôi. Một máy và một trận mà Tôm đang có hai voi để có thể lùa về. Một trận mà không quá đẹp đến Tôm. Nhưng mà cũng sẽ ổn thôi khi mà trận này Tôm sẽ là người dâng lờ. 22 dân. Nói như chết một dân thì phải. Nãy mình nhìn thấy 23 mà nhỉ. Mà kích rồi. 8-10. Rồi tạm ổn rồi. Xem ảnh máy khác nào. Gắn đi. Hơi đáng tiếc một cái điều là trận này hai chém thì ở trong cánh. Còn hai cung thì là ngoài cánh. Hơi đen. Đây là dương còi. 26. Con dương còi đang tìm cái gì đây? Cũng kích đời rồi. Như vậy là một bài AC khá ổn. Đặt chiếc BS hơi xấu xí một chút. Do không dò hết. Mình rất ghét những chiếc BS như này. Đấy. Ăn cái chọc chọc. Nhìn rất là ghét. Còn bên kia màu Greg là người đánh nhiều dân. Yamato của Văn Lớp là người lên đời đầu tiên. Màu 4 là người đánh Y chắc nhà. Cẩn thận với các bạn, Y chắc nhà đến từ màu 4. Cung A. À, một nhà BA. Và BM sẽ ở đâu? BM. Tươi. Khá ổn, một bài cuối 10 đến từ AC.
đây là một AC nữa. Như vậy là cũng cuối 10. Vậy là hai bài cung khá ổn đấy. Ô không, như vậy hai nhà chém còn lên muộn hơn hai nhà cung cơ. Đây là cao thao của Tôm và chúng ta sẽ cùng xem Tôm dâng lờ. Trận này Tôm dâng lờ cho Duy Mệnh. Một chiếc VS thể em vàng, 6 dân đào vàng. Tương đối chuẩn này cho Tôm. Vẫn còn một chút lực khi mà còn hai con voi ăn tại nhà chính và ăn một bãi quả phụ. Và hết quả phụ rồi. Không phải bài quá khỏe đến cho Tôm. Nâng cấp đào vàng. Và ý đồ đánh châu phù. Khi mà mình vừa thông báo là bên kia là có một nhà đánh châu phù, đó là nhà của đánh y chắc nhà đó là nhà của Greg. Đấy. Thì canh quyết định đào nhiều vàng và sẽ đánh theo kiểu công bê. Vâng, bị một bốn chọc luôn. Như vậy một bốn là người dâng lờ và chọc thẳng trong cánh. Cẩn thận với một bốn. Còn thôi, nặng ba cái e cũng được, sao đâu. Vâng, bị chọc tại nhà chính bằng những con dân rất ít máu của Tôm và khả năng sẽ nằm xuống sau tuần này. Vâng, bị ôi giời, và không biết công cái gì đây. Ôi, nhà ba công cái gì đây mà thấy ôi tươi. Gặp một cái quả sâu trong góc 9 giờ. Và bây giờ thì không biết bị công cái gì. Cẩn thận mấy gỗ ken được e Tôm. Còn khi con chém mày ra đấy, chỗ em biết ken được không? Rồi, bây giờ chém vào đây. Và cầu mong cho game thủ 4 là chưa lên bánh xe. Rồi, chưa bánh xe nhưng mà không biết có lên ngay sau đây không. Đừng để họ về em. Vâng, như vậy là đập luôn. Vâng, hổ xuống đồng bằng bị trâu bắt nạt. Chém dù không cung giáp nhưng mà dù gì nó là con chém. Con đang đập, mình đập. Đấy, đập hộ tôi cái mà quê là con chém tiếp theo đến. Và cái thủ mùa 6, mùa 4 yếu nhá. Như vậy là tưởng chừng như mùa 4 đánh một cái bài mà không, như vậy là bị công tê đến thủ mùa 4. Một bài ôm bom. Mùa 4 đến 26 dân mà lại đi dừng lờ. Rất ảo đến tượng mùa 4 này, không biết ông mùa 4 ai. Không xem máy khẽ, máy khác thế nào. Đây là Gunny. Gunny công P vào nhà mùa 2. Mùa 2 đánh cái gì? À không nhỉ, công P vào nhà mùa 3. Công P vào nhà mùa 3 và... chém vào nhà mùa 2. Rất hay dành cho Gunny. Công 3P. Mùa 2 đã bị mất cái vàng. Bây giờ thì công phù nhà mùa 3. Ăn thêm một bài vàng nữa, một bài mà hầu như là chỉ cần ăn ăn vàng thôi. Mùa 3 là Yamato và đang đánh ra ruộng. Rồi, tươi ăn được con chém. Ở bên kia là Ia và Greg, xong Ia, xong Greg. Như vậy là đều là quân thuần chém. Không có nhà đánh cung A, như vậy là chỉ cần công phù thôi là sẽ có thể công được cả 4 nhà. Ăn thêm vàng, Gani đã chắc lên đảo vàng rồi. Bên kia thì cũng có một nhà BP. Mà liệu rằng thì có... Vâng, có... nhiều phù bằng Kata không? Với một thứ hai quân mà thuần chém với nhau và ông nào đánh... ông nào công phù trước thì ông ấy là người có lợi. Cẩn thận đi ở nhà. Một chiếc nhà BE rồi, gửi E rất hay. Rồi lại thêm con chém nữa, khá ổn. Nhưng mà nếu muốn công chết Yamato sớm thì không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà Yamato là một quân xả chém cực kỳ dễ. Còn lại được con chém nữa, rất tươi. Phù khá hên đến từ Gunny. Tiếp tục, vâng, như vậy là chưa lên đào vàng. Tôi tưởng anh lên rồi. Hóa là chưa lên, nhưng mà không sao. Còn bây giờ thì MOBA, vâng, MOBA đã chạy ruộng. MOBA chạy ruộng thì có thể gọi là MOBA tương đối yếu. Mà máy khác, đây là Tôm. Tôm đang chém tương đối tốt vào nhà mùa 1. Như vậy là thế trận đang khá ưu khi mà các nhà đồ cánh chém tốt. Đây là Dương Còi. Ở Dương Còi để quân được rồi đấy. Dương Còi để khoảng tầm một nửa đi. Để một nửa thôi, không nên đẩy hết. Thế trận bên họ thì không khỏe đâu. Đẩy một nửa thôi, để làm gì nhiều. Chỉ cần đẩy một nửa để bắn các điểm bo nhỏ. Và còn lại thì ở nhà thủ. Và một phát kích đúp chuột, hơi đáng tiếc. Thế bài này là một thế bài mà không quá đẹp đến từ AC. AC cần phải thủ nhà và to ra. Tí nữa bên kia là có nhà to thì đi ốp. Thế sẽ rất dễ. Vâng, và E tương đối tốt. Các bạn thấy những game thủ trẻ thì ông nào cũng phải E tốt. Để sắp cung, không thấy ra sân. Các bạn thấy một bài yếu như này mà không nên sắp quá nhiều cung. Thì ở bên họ là không còn nhiều chém.
Còn cái này nếu như em ra ruộng rồi ra đấy, tôi bảo rồi, cho đi hết làm gì, bây giờ thủ nhà rất khó. Đi nhiều cung không gây nhiều tác dụng ở trong tương hiếu này. Ở nhà đi một tí thôi và ở nhà to khỏe ra. Ruộng cực ý đến từ nguyên thủ Dương Cỏ. Không phải là quá nhiều thôi. Hơi lằng nhằng cái thằng này. Cẩn thận nó lọt vào bây giờ. Đấy, tôi đã bảo rồi không còn đi nhiều cung đâu mà. Bây giờ lại quay về rất mất thời gian. Bo ruộng lại. Bo ruộng lại. Trận này tôi nghĩ rằng vẫn thắng thôi nhưng mà vẫn đánh hơi lỗi. Hơi lỗi. Còn bên kia là có nhà chuyển A, chúng ta cùng xem cái khác. Coi như là một mùa chuyển A. Mà lớp đánh rất dị, đánh chém chuyển A. Rồi bây giờ thì đỡ kiểu gì. Rất ít cung A. Loại mà cung A mà chưa ra được nhiều thì cung R không sợ mấy. Thứ nhất là đây là cung RC. Cái thế trận đánh cung này thì rất hợp với Dương Còi và Truy Mệnh. Cái thế trận mà đẩy cung thì hợp với Dương Còi chuyện hơn. Còn cái thế trận mà phải đánh cung phát triển thì đến phía của Thái Bình sẽ yếu hơn. Nhưng mà đánh cung đẩy thì Thái Bình khỏe hơn. Theo mình nhận thấy là như vậy. Bây giờ thì đang cố gắng công nghệ 1 4 năm sau thủ phá đông con chém của mình. 6 con chém. 6 con chém 3 ma đấu với khoảng tầm 15 con giờ. Điều cũng tốt thì vẫn ăn được. Điều cũng tốt thì vẫn ăn được. Còn lại thêm chém đến từ bố uống. Uống một bài tương đối khỏe. Và đang hit run. Bàn chuyện rất xấu, tham chỉ có 25 thôi. Dương Còi tham 62. Tôi nghĩ em nên chắc nhà và vẽ thêm ruộng ra. Chắc nhà bò lại chắc nhà ăn thêm gỗ và vẽ trâu ruộng ra. Đơn giản thì thôi. Không có ai xấu thì cần phải đứng cung. Không phải đứng một cục tại nhà thế này. Đấy, đúng không? Đứng cung giải giải ra. Các bạn hỏi C1-2 chưa trả tiền à? Vơ, bằng C1-2 đang thi đấu nên là bao giờ xong thì mới trả gờ coi. Màu 3 là quýt, màu 2 là xi măng, màu 4 là tiểu bản thầu. Rất cảm ơn bạn Huy Tinh đã cung cấp thông tin rất hay. Còn đang bị màu 2 quấy. Vậy vậy là màn lớp lại đi xa. Tỷ số được nâng lên thành 2-0 và cho Thái Bình ở trong xếp đầu tiên. Rất nhanh chóng và gọn gàng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo.